Chụp nhiều góc cạnh á, mình có nhiều cái góc cạnh, mình có nhiều cái view khác nhau thì nó sẽ ra cái hình, nó sẽ ấn tượng hơn. Okay.
các bạn có thể chụp mấy cái, đưa cái mấy cái mô hình lên trên đây nè, chúng ta chụp cái nền trắng, chụp cái mô hình trên cái nền trắng á. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là tắt đèn nữa, tắt đèn sau đó chúng ta rọi đèn vô mô hình ra nó ra bóng, sau đó chụp trên cái bóng đó, hiểu ý không ạ? Tắt đèn đi, tắt đèn sau đó để mô hình lên chụp mô hình nha. Thiện ơi, chập xong xuống xét đất liền rồi nữa. Tắt đèn bên trong kia kìa, tắt đèn bên trong kia kìa, tắt đèn nó đi, sau đó rọi đèn, tắt hết luôn đi, tắt hết đèn đi rồi sau đó rọi đèn lại. Rồi ok, rồi chụp. Các bạn rọi đèn vô, lấy cái ống giấy xếp ống giấy lại thành một cái luồng sáng á, mình rọi vô cái sản phẩm của mình, xếp giấy lại, lấy cái tờ giấy A4 á, xếp lại thành một cái ống giấy. Không được, bóng quá, sử dụng đèn flash kiểu vậy nó bóng lắm. Các bạn dùng cái ống giấy các bạn rọi vô, sau đó các bạn chụp. Dùng cái ống giấy rọi vô ở ngoài, rọi vô, rọi một góc thôi. Chụp lấy mấy cái cánh tay không, kêu cái bắt rau ở sau kìa, kêu bắt rau ở sau dọn đi kìa, kêu cô bé phía sau kìa. Các bạn chụp mấy cái cánh tay, cái bàn tay thôi, chụp cái bàn tay trên cái nền đen thôi, bỏ cái sửa lại đi. Xuống cái gì vậy? Có chừng sáng quá. Mà các bạn phải đi xa hơn chút xíu nữa, cái luồng sáng của bạn rọi vô trong đó như vậy nó sáng lắm, nó sáng y như là chúng ta rọi thẳng đèn vô vậy đó. Xoay cái đối tượng của chúng ta đi một góc cho nó có cái hình khối trên cái đối tượng á. Các bạn làm gì nè, các bạn làm gì, lấy cái mô hình này đó, xoay là kéo cái điện thoại á, nó sẽ tạo thành một cái bóng đối xứng của cái này lên trên nền á, chúng ta chụp. Không, chụp nguyên này, sau đó các bạn crop bỏ cái phần dư đi, hiểu ý không? Sau đó các bạn xoay nè nè. Các bạn kéo cái điện thoại này, nó sẽ tạo ra một cái bóng sáng đối xứng lên trên cái chỗ này nè. Ai bình luận rồi thầy ơi? Giờ giấy đi, giờ điện thoại đi, nó sẽ tạo cái góc đối xứng đi. Đó. Nó gần thôi, nó gần tương đối thôi chứ không phải là đạt tuyệt đối đâu. Cái đèn của bạn nó rọi ở giữa của cái khối này lên thì nó sẽ tạo ra một cái bóng đối xứng. Sau đó mình chụp nguyên một cái khối này và cái bóng đối xứng nó sẽ tạo ra một cái hình tĩnh vật có bóng. Đứng xa xa ra, sau đó chúng ta chụp xong chúng ta có dư cái khoảng trống chúng ta crop hình. Các bạn đừng có nhào vô sát quá, hồi nữa muốn crop không crop được. Đó ok, được rồi đó, tương đối rồi đó.
đó các bạn chụp có thể tạo ra được một cái đầm này nữa. Chụp đi, nhào vô chụp đi, chụp đi, người nào chụp xong rồi đi ra rồi cho người khác vô chụp. Quá trời. Lấy bóng nè, lấy mấy cái bóng. Chụp lấy luôn, lấy nguyên cái bóng luôn, sau đó chúng ta crop hình lại, chúng ta sẽ ra một cái hình tĩnh vật nó cũng khá là hấp dẫn. Rồi, vô. Ồ quá bu rồi, chơi kỳ vậy. Quá bu rồi. Các bạn coi chừng sáng quá đó. Coi chừng sáng quá. Nhỏ nữa đâu, nhỏ nữa. Sáng lắm. Bên này mở. Ủa lộn. Bỏ. Ý là sáng. Các bạn chụp rộng ra rồi hồi nữa crop hình lại, các bạn đừng có để sát quá, cuối cùng nó không có chỗ để crop hình. Xa xa ra sau đó chụp. Bỏ bớt cái mô hình này xuống, chụp một mô hình thôi. Dẹp bớt mấy cái kia, để cái mô hình trên cái nền giấy đen, trên cái ấy đen á. Dẹp á, cho mô hình này lên trên cái nền giấy đen đó và sau đó chụp. Đẩy mô hình sát vô thì cái nền giấy đen này nó sẽ làm nổi bật cái mô hình của các bạn lên. Rồi ok. Ủa các bạn chụp cho nó không được, nó là tĩnh vật mà sao không chụp được. Đúng rồi, chụp rộng ra chút xíu, sau đó có chỗ crop trên cái nền, sát vô trên cái nền giấy đen và cái hình đen. Rồi ok. Các bạn đứng góc bên đây nè, các bạn chụp cái bóng cái mô hình nó in trên cái nền đen. Đứng cái thấy cái mô hình in trên nền đen không? Chụp rộng ra để còn crop, các bạn đừng có chụp sát quá. Tắt đèn flash đi, đừng có xài đèn flash. Chúng ta lấy bốn xe ánh sáng tự nhiên được rồi. Chào mấy người tập cậu. Cái